xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào khách. Giới thiệu mọi người, đây là dòng cối đùn inox của bên mình đang có loại là 22 và cối 32. Thì hiện tại đây là một số dòng anh em có thể tham khảo, mình đang tháo rời nó ra chỉ riêng cái đầu cối thôi, chưa có bệ mà cũng chưa có bát. Đấy, đây là cái bu ly anh em xem nhé. Bu ly thì hiện tại bu ly nó bằng gang, còn tất cả các cái con máy này, tất cả các con cối đùn này nó đều là bằng inox, ruột cũng là inox, sàn cũng inox mà dao cũng inox. Đấy, để giới thiệu với toàn thể anh em thì sơ qua một tí. Đây là cái anh em xem qua nhé. Đây mình sẽ giới thiệu một con này, con 32 này. Đây là cái mặt bích này, chúng ta vặn ngược chiều cân hồ để vặn ra. Chúng ta vặn ra, đây là mặt bích này, inox này. Sau đó đây là cái mặt sàng cũng bằng inox. Đấy, mặt sàng. Con dao xay cũng bằng inox luôn. Còn bên trong này nó sẽ là cái ruột và cái đầu ti. Đấy, đây gọi là cái đầu ti anh em nhé. Cái này để giữ con dao và giữ cái mặt sàng trong quá trình nó xay. Chúng ta chỉ việc tháo ra tháo vào, lắp vào như thế này thôi. Thì anh chị em mà có motor sẵn rồi thì chúng ta chỉ việc mua cối như thế này thôi, và chỉ việc lắp vào thôi. Đấy, chúng ta lắp vào như thế này, sau đó mắt lắp con dao trước. Con dao thì luôn luôn cái phần sắc này thúng ra ngoài này. Đấy, lắp cái mặt sàng vào. Sau đó thì chốt. Đây là cái con cá, cá với con ốc, để tí nữa là ai muốn lắp cái bu ly này này thì lắp đằng sau này, nó sẽ phải cần đến những phụ kiện này. Chúng ta sẽ phải lắp. Vệ sinh thì cũng như thế, tháo ra lắp vào. Tháo ra lắp vào thì đây là một trong những cái dòng inox mà bên mình đang phân phối ra cho anh em, hàng xịn hàng chuẩn. Đấy, cối inox luôn luôn được đảm bảo cho tất cả các anh chị ở bên thực phẩm sạch ý, luôn luôn săn lùng những con như thế này sử dụng nó chuẩn hơn, không sợ han gì. Còn bình thường thì trên thị trường hay các thứ ý, là dùng cối gang thì bên mình vẫn có, mình ra nhiều phân khúc cho anh em lựa chọn. Đấy, thì mời anh em tham khảo và đặt mua thì anh em cứ gọi theo cái số điện thoại trên video hoặc là vào website của bên mình là máythựcphẩmhoangquan.com. Đấy, rồi chào toàn thể anh em, ai cần gì mua thì nhá, nhưng mà tốt nhất là cứ gọi điện để được tư vấn là tốt nhất. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.